trường. Thưa cả thầy cô giáo, các anh chị và các bạn học sinh thân mến, hôm nay em Phan Thị Hoàng Ngân, học sinh lớp 6A, xin được giới thiệu quyển sách yêu thích của mình. Sau mỗi giờ học tập căng thẳng, chắc hẳn chúng ta ai cũng có những giây phút được nghỉ ngơi, giải trí, có thể là xem TV, chơi những món đồ chơi thú vị. Nhưng em lại đọc sách, em lại dành thời gian đó để đọc sách, tìm kiếm và bổ sung thêm nhiều kiến thức hơn. Một trong những quyển sách mà em đã từng đọc để lại cho em nhiều ấn tượng sâu sắc nhất là quyển sách Tối Tài Giỏi Bạn Cũng Thế của Adam Cung. Quyển sách được dịch ra tiếng Việt bởi hai dịch giả nổi tiếng, đó là Trần Đăng Khoa và Uông Xuân Vi. Quyển sách đã đạt kỷ lục sách phục văn giải vàng được các bạn đọc yêu thích nhất bình chọn. Tối Tài Giỏi Bạn Cũng Thế được viết trên câu chuyện có thật của tác giả, kể về quá trình thành công cũng như là trải qua nhiều bài thi cử và tạo niềm tin cho bạn đọc bởi câu nói Tối Tài Giỏi Bạn Cũng Thế. Bố mẹ của Adam đã từng than vãn về sự kém cỏi của cậu khi làm bài và kết quả thi cử thảm hại. May mắn thay, vào thời điểm tăm tối nhất của cuộc đời, Adam đã tìm và học theo công thức thành công của những người tài giỏi vượt bậc. Vì vậy không những được cố gắng vươn lên để đạt được danh hiệu học sinh xuất sắc vào kỳ thi buổi cấp của khối cấp 2-3, mà cậu còn được xếp hạng trong số 1% số sinh viên tài năng nhất của trường Đại học Quốc gia Singapore. Quyển sách Tối Tài Giỏi Bạn Cũng Thế tổng hợp những phương pháp học hiệu quả mà Adam đã truyền đạt lại cho chúng ta. Nếu bạn muốn thành công, hãy đọc quyển sách này. Em xin hẹn.